Nhiều ô tô của các phường ở Đà Nẵng đã hết hạn đăng kiểm từ nửa tháng đến hơn một năm vẫn chạy đi kiểm tra, xử lý người dân vi phạm trật tự đô thị. Việc xe hết hạn đăng kiểm vẫn chạy đi kiểm tra, xử lý trật tự đô thị khiến nhiều người dân thắc mắc, chưa kể là nhiều xe hết hạn đăng kiểm đã lâu trước cả thời gian các trung tâm đăng kiểm bị điều tra, xử lý. Lý giải về nguyên nhân xe hết hạn đăng kiểm vẫn chạy trên đường, ông Nguyễn Văn Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho hay là xe 43E1445 đang trong giai đoạn chờ thanh lý nên không đi đăng kiểm, phường đang làm tờ trình để xuất được cấp xe mới. Xe này chỉ chạy loanh quanh trong phường chứ không đi xa, chủ yếu phục vụ chở vật chất cho phường, các cán bộ quy tắc của phường toàn đi xe máy để làm nhiệm vụ, ông Quốc nói. Còn theo ông Trà Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường Bắc, xe 43E1603 của phường vừa qua có đi đăng kiểm nhưng do hư hỏng nhiều bộ phận nên đăng kiểm không được. Việc sửa chữa mất nhiều kinh phí nên chưa thực hiện được. Phường đã có chủ trương không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm này để đi dọn dẹp vỉa hè, xử phạt người dân. Nếu cán bộ nào sử dụng xe đi trên đường là vi phạm, phường sẽ có phương án xử lý. Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ khi tuần tra kiểm soát là không có vùng cấm, xe biển xanh, biển đỏ nếu vi phạm phải cương quyết xử lý. Vừa qua khi hiện tượng đăng kiểm khó khăn, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng này phát hiện rất nhiều xe đăng kiểm hết hạn, kể cả sử dụng đăng kiểm giả đều cương quyết xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi chưa phát hiện xe biển xanh nào hết hạn đăng kiểm. Xe quy tắc đô thị của phường thường ít chạy vào các tuyến đường mà phòng quản lý, chủ yếu chạy trên các tuyến do quận, huyện quản lý. Nếu các xe đã hết hạn đăng kiểm cả năm mà vẫn lưu thông được, không bị phát hiện thì rất lạ, đại tá Truyền cho hay.